Lý, âm ở Việt là ly, nghĩa là cách. Cách một địa điểm nào đó. Lý chào sư dễ khẩn chỉnh. Lý chào sư dễ khẩn chỉnh. Cách phòng học rất là cũng rất gần. A lý bi cha duyển khu chữa chỉnh. A cách B xa hoặc là gần. Duyển là viễn là xa, còn chỉnh là cận là gần. Mấy của lý Trung Quốc bị chào duyển. Nước Mỹ cách Trung Quốc tương đối xa. Mấy của lý Trung Quốc bị chào duyển. Lưu xuyên sân su sở lý khu tiên khẩn chỉnh. Ký túc xá của lưu học sinh cách cái bờ hồ rất là gần. Lưu xuyên sân su sở lý khu biên khẩn chỉnh. Wo de gong yu lý xuyên xiao bu yuan. Chí xưa chủ yếu 10 phân chung. Khu chung cư của tôi cách trường không xa lắm. Đạp xe chỉ cần hết 10 phút. Wo de gong yu lý xuyên xiao bu yuan. Chí xưa chủ yếu 10 phân chung. Thứ hai, bì chữ truy, câu chữ bì. A hơn B cái gì đó. Ở chỉ ở phòng chủ dễ bì, ngoài miền tờ phòng便宜. Ở chỉ ở phòng chủ dễ bì, ngoài miền tờ便宜. Hơn nữa, cái tiền phòng, cái tiền thuê phòng còn rẻ hơn ở bên ngoài. Ngoài miền tờ tức là bên ngoài. A bì B kết hợp với hình dung từ, tức là A hơn B như thế nào đó. Ủa bị là tha bí của cao, anh ấy là cao hơn tôi. Tha bí của cao. Chứ cái phòng trên bị là cái phòng trên ta. Cái phòng này thì to hơn cái phòng kia. Chứ cha sang tiền được tông chỉ bị nạ cha đỡ tông chỉ phiền nhỉ. Những được thứ ở cửa hàng này thì là rẻ hơn những thứ ở cửa hàng kia. Cha đây là lượng từ cho từ sang tiền chứ không phải là gia đình. A bì bì kết hợp với hình dung từ kết hợp với tua lợ tức là hơn nhiều. Tha bì của cao tua lợ, anh ấy cao hơn tôi nhiều. Tha bì của cao tua lợ. Tiểu chín thiên bì chúa thiên rửa tua lợ, ngày hôm nay thì nóng hơn ngày hôm qua. Chín thiên bì chúa thiên rửa tua lợ. Thứ sáu, chứ sự khảo sự bì sang sự rủng ý tua lợ. Kỳ thi lần này thì là dễ hơn kỳ thi lần trước rất là nhiều. Chưa sự khảo sự bị sang sự rủng ý tố là. Thi san A kết hợp với kết cấu động tân. Kết hợp với động từ, kết hợp với từ tứa, kết hợp với từ bỉ, kết hợp với đối tượng B, kết hợp với hình dung từ. Có thể thêm từ tua là. Để đây là mức so sánh hơn của bổ ngữ chỉ khả năng. Tha sư khan nhỉ, sư tứa bí của hảo tố là. Anh ấy nói tiếng Hán nói tốt hơn tôi rất là nhiều. Tha shuo han yu bi Tha shuo han yu shuo de bi wo hao duo le. Thứ ba, mei mei chang ge chang de bi bi jie jie hao, ke shi jie jie tiao wu tiao de bi mei mei hao. Em gái thì hát tốt hơn chị gái, thế nhưng mà chị gái khiêu vũ lại tốt hơn em gái. Mei mei chang ge chang de bi bi jie jie hao, ke shi jie jie tiao wu tiao de bi mei mei hao. Di xiao, lao shi xie han zi xie de bi xue sheng huai duo le. Giáo viên thầy giáo thì viết chữ Hán nhanh hơn học sinh. Lao shi xie han zi xie de bi xue sheng huai duo le. Yi qian, âm ấn Việt là dĩ tiền, nghĩa là trước đây. Yi qian wo he ta de shui ping chao bu duo. Trước đây trình độ của tôi và anh ấy là xấp xỉ như nhau. Ý chén của khứa tha tư sở pính chào bù tua. Từ chỉ thời điểm kết hợp với ý chén. 8 điểm ý chén, ở mình ý định yêu tạo xuế xeo. Trước 8 giờ thì chúng tôi nhất định phải đến trường. 8 điểm ý chén, ở mình ý định yêu tạo xuế xeo. Xin chí rư, sư tha tư sân rư. Xin chí ủ ý chén, ở mình chưa chuẩn bị hảo lý ủ. Thứ bảy là sinh nhật của anh ấy thì trước thứ sáu chúng tôi đã chuẩn bị xong cái quà. Xin chí liệu sư tha tư sinh rư. Xin chí ủ ý chén nó mình giao chuẩn bị hảo lý ủ. Từ chỉ thời đoạn kết hợp với cả ý chén tức là một đoạn thời gian. Lẻ cơ sở sử ý chén thay chiều ý chinh chứ đỏ là. Trước đây 2 tiếng thì anh ấy đã biết rồi. Lẻ cơ sở sử ý chén thay chiều ý chinh chứ đỏ là. 3 年以前我还不会说汉语. Cách đây nửa năm thì tôi còn không biết nói tiếng Hán.
8点以前我还不会说汉语。动词离合跟着不以前。睡觉以前，别忘了吃药。那这个领悟的能够关稳妥。睡觉以前别忘了吃药。来中国以前，我会说一点汉语。这个连中国都别拿木珠顶寒。来中国以前，我会说一点汉语。第四，以前跟着回到现在。以前我住在上海，现在搬到了北京。这个都从我上海，没得全年北京。以前我住在上海，现在搬到了北京。以前我的专业是中国文学，现在我学习中国历史。这个跟去年我对了。văn hóa Trung Quốc. Bây giờ tôi học chuyên ngành lịch sử Trung Quốc. Ý kiến của tôi chuyên nghiệp sự Trung Quốc văn xuế. Hiện tại tôi học tiếng Trung Quốc lịch sử. Họ, tôi đã giảng hoàn lại ngữ pháp của nội dung. Hiện tại chúng ta chuyển sang học